anh đang uống rượu sắp về. Em cố gắng đợi, anh thề về ngay. Anh quyết cố gắng không say, nếu không thực hiện, em bỏ ngay tức thì, được không? Một bản nhạc chầu quá độc đáo phải không các bạn? Với bản nhạc chầu này thì các quý ông sẽ không phải lo bà sẽ gọi về trong lúc nhậu nữa. Để tải nhạc chầu này hãy soạn tin NC dấu cách 0234 gửi 6677 hoặc NC dấu cách chờ nhé bà xã gửi 6677. Em nào muốn yêu anh ấy thì hãy nghe nội quy trước lúc yêu anh nhá. Nghe đây này. Thích là tán, chán là thôi, lôi thôi là bỏ, tò mò là biến lười biếng nếch ngay, mặt buồn là té lù đù, là quăng lăng nhăng cho nghỉ. Nào, em nào đủ tiêu chuẩn thì lao vào đây. Một bản nhạc chờ quá hot phải không các bạn? Chắc chắn bạn sẽ có được người yêu theo ý của mình. Còn chần chờ gì nữa, hãy soạn tin NC dấu cách 0236 gửi 6677 hoặc NC dấu cách nội quy tuyển người yêu gửi 6677. Thuê bao quý khách vừa gọi, tai hơi bị điếc, đề nghị quý khách nói to, rõ ràng, ngắn gọn và không trình bày nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Bản nhạc chờ quá độc phải không các bạn? Chắc chắn sẽ làm cho cuộc gọi đến bạn thú vị hơn. Soạn tin NC dấu cách 0238 gửi 6677 hoặc NC dấu cách thuê bao quý tính gửi 6677. Chiều, chị Châu chơi có cỏ, chỗ có cây cao, cây chuối, có con chó cắn thẳng chị Châu, cầu có cắn thẳng con chó, à chó cắn châu cắn chó cắn châu cắn chó cắn châu cắn chó. Bản nhạc chờ này chắc chắn sẽ làm cho những người gọi đến bạn có những trận cười vỡ bụng. Để có nhạc chờ, hãy nhanh tay soạn tin NC dấu cách 0235 gửi 6677 hoặc NC dấu cách chiều chị Châu chơi cờ gửi 6677. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Anh yêu anh có biết không, tiền đối với em không thành vấn đề. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng thẻ điện thoại thì rất quan trọng. Anh làm ơn cho em cái. Với bản nhạc chầu quá ngọt ngào này, chắc chắn mọi người sẽ nạp tiền vào điện thoại bạn ngay lập tức. Soạn tin NC dấu cách 0239 gửi 6677 hoặc NC dấu cách em xin cái thẻ gửi 6677. Này các cháu ơi, gọi điện thì cứ gọi, đừng chơi trò nháy máy thế nhá. Trò này bà chơi từ hồi còn trẻ, xưa lắm rồi cháu ạ. Với bản nhạc chờ của nghệ sĩ Hải Vân Dung, chắc chắn sẽ không ai dám nháy máy bạn nữa. Để không bị nháy máy, hãy soạn tin NC dấu cách 0237 gửi 6677 hoặc NC dấu cách nháy nhầm máy gửi 6677.